Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh jx2 Tiểu Long Du Ký. Vâng, hôm nay là một video rất là ngắn gọn ở bên server Phục Hộp. Và hiện tại thì trên tay Long đang cầm một em Thiền Long Quyền chủ sinh 10 cấp 97 tên là jx2 Cu Anh. Ác này 5 tiêu chuẩn, trùng sinh 10 cấp 97 và đi theo con đường hổ tử. Bạn này thì có bạn này cũng ở cùng trong bang của Long, thế mà Long không biết nhỉ. Đấy. Bạn ấy có gửi là Long ra bán ác này. Châu của bạn này khá là vip và không lôi thôi dài dòng nữa, chúng ta sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Còn BK cái ác này thì thôi, tạm thời là Long đang rất là bận không BK nữa, vì nhìn ác cũng khá là ok ở đây anh em ơi. Thôi chúng ta kiểm tra nhá, kiểm tra và đi lần lượt nhá. Và hiện tại thì nhìn bề ngoài thì là ác này đang full setting kim xà bảy. Văn sức 3 cộng full 15. Đấy là nhìn bề ngoài. Còn bây giờ là chúng ta đi vào từng chi tiết nhé. Lón áo quần sát tinh cộng 13. Cái lón thì bạn ép giảm tổn thương 6 này, đá 6 này. Cái này đá 6 này. Đá 6 này. Full đá 6 anh em ơi. Giảm tổn thương tăng 6 này. Lội công tăng 40 này. Đấy thế này. Còn cặp ngọc của bạn ấy thì cũng sát tinh. Bạn đi theo con đường là lấy hiệu quả thương dược này. Đấy, hiệu quả thương dược tăng 38 này, cái này cũng thế này. Còn là bao tay thì cũng sát tinh cộng 14. Đấy, bao tay khá là ok nhỉ. Lội công tăng 90, sát thương tăng 400 và giảm lội phòng đối phương 20%. Thì nói chung là xét về lón áo quần cặp ngọc bao tay thì là full sát tinh khá là ok. Còn về tín vật thì bạn hiện tại đang là tín vật 19 và chúng ta có thể kiểm tra điểm bang luôn. Điểm bang của bạn là 6k. Có nghĩa là chúng ta phải cần thêm khoảng là 9 hay 6 nhỉ. Mình nhìn độ lên số 9 hay 6. 6k. Bạn làm thêm khoảng 20k nữa thì sẽ lên được khoảng tính vật từ 20. Hoặc là các bạn có thể lấy điểm gì nhỉ? Điểm tích lũy cá nhân để các bạn lấy ở chỗ này khoảng được 10k này anh em ơi, khoảng được 10k này. Là thành bạn khoảng 16k này anh em ơi. 16k điểm bang. Chúng ta làm 10k là chúng ta lên được tính vật 20. Đấy là về tín vật. Hiện tại tín vật của bạn đang hiện tại 19 thôi nhá. Cái ác này thì là văn sức 2. Đấy. Văn sức 3. Đấy. Cộng full 15. Đấy. Đấy. Kim này. Mộc này. Thủy này. Hỏa và thổ này. Đấy. Cộng 15. Về con bét này, con bét cũng khá là ok này. Vô cụ phá địch 150 này. Đấy. Bạn ấy có cánh màu xanh này, giống như cánh màu vàng của Long ấy. Cái này đổi là mất là chúng ta mất là 1440 cái. Không biết là bây giờ là fix chưa, nhưng ngày xưa là 1140 là cái đổi phong hoa ấy. Cái đổi phiếu đổi ngoại trang. Để chúng ta có thể xem, không biết là bây giờ là fix chưa để Long xem nào. Đấy, vẫn 1140 nhá. Vẫn giữ giá nhưng mà. Đây, 1140 cái phiếu đổi ngoại trang kết hợp với là 10k8 điểm phong hoa thì chúng ta mới đổi được cái ngoại trang này, cái cánh này. Nói chung là rất đẹp. Bên cạnh đó thì bạn kết hợp với là ngoại trang hồng phong. Đấy, cũng rất là đẹp đúng không? Nhìn khá là ok, màu xanh màu vàng cũng khá là đẹp. Rồi, đấy là về lón áo quần cặp ngọc bao tay, tín vật, phân sức, bét và ngoại trang. Và tiếp theo đó là kim xà 7. Kim xà 7 của bạn hiện tại đang là 7 trên cộng 7. Đấy, bạn đã định hồn 7 hết rồi. Bây giờ là lên cộng 8 cộng 9 rất là đơn giản. Còn cộng 10 thì do nhân phẩm của các bạn cộng lên xem nó như thế nào, nhưng mà hiện tại thì cộng 7 thì là đã định hồn rồi. Các dòng ẩm của bạn ấy thì hiện tại thì có dòng đen. Đấy. Nói chung là dòng đen nhưng mà nó thuộc về lội cũng khá là ok. Có một cái này về sức mạnh các bạn có thể tẩy, bởi vì đá 7 bây giờ là nó cũng giảm so với thời kỳ đầu rất là nhiều. Thời kỳ đầu ra đá 7 rất là đắt anh ạ. Bây giờ thì nó giảm. Bây giờ là chỉ còn khoảng 500 đến 600 vàng cái cục tẩy cấp 7 và luyện cấp 7 thôi. Còn cấp 6 thì nó rơi vào tầm 250 vàng một cái. Đấy. Còn cấp 7 bây giờ chẳng đắt đúng không? Nhưng mà so với thời kỳ đầu là nó còn giảm giá rất là nhiều. Ok, đấy là về kim xà. Đã dưỡng thành 12 trên 12 hết rồi anh em ơi. Còn về mật tịch Đây mật tịch đây gọi là mật tịch tiến cấp của bạn ấy, mật tịch chính. Bạn đã ép mô ảnh văn văn Na Hán tấn ca diệt thối. Đối với các vít thường thường là ép giống như này hết. Và hiện tại của bạn là 4 phụ lục ở 8 thành 101%. Điểm vô cụ vô ảnh cướp sát thương của bạn là 5% và vô cụ 98. Và cái này các bạn có thể luyện lại. Đấy. Do chế độ hên xui nữa, luyện lại thoải mái. Ok, đấy là về bề ngoài. Các bạn nhìn sơ qua thì là các bạn biết thấy là một cái app này khá là ok về kim xà 7, văn sức 3/15 này, full setting đấy. Đây là ổn định theo ngoại trang này. Đây là ổn định theo ngoại trang này. Còn cái áo là bạn ấy lấy ổn định lấy đan, là ổn định 8 làm nhiệm vụ này. Đấy, về đang xem kiểm tra bạn ấy có đeo hiệu gì không nhỉ? Hiện tại bạn có hiệu không có hiệu. Không có hiệu nhé. Bạn có một hiệu thiên quyền anh em ạ. Hiệu thiên quyền. Đấy. Và điểm vô cụ của bạn đây là 628 và phá địch là 530. Đấy. Về đan tay của bạn nó rơi lên là 18k, gọi là 18k1. Đấy, đan tay cũng khá là cao đúng không? Búp lên kiểu vị 19. Đấy. Về nội phòng, đấy, nội phòng là 81%. Bên cạnh đó thì chúng ta xem di châu. Di châu bạn hiện đang chơi di châu lẻ. Ngoài ra thì đây có một số di châu này để đang xem nào. Cái này là giảm thọ thương này, đấy, làm cho ác châu này. Cái viên sơn, viên sơn này có sinh lực thôi thì tốc độ đánh lắm. Cái này thì viên này cũng không được ngon lắm. Viên đông có nội lực trừ, có lé tránh kết hợp với trừ lội này. Đấy. Cũng bình gọi là cũng được. Đấy. Vì trừ lội nhiều quá mà không có máu thì lại thủ lại yếu. Về viên hạ thì đạt tiêu chuẩn. Thường là viên hạ như thế này là quá là ngon anh ạ. Viên hạ có tỷ lệ xuất chiêu tăng này và giảm tổn thương tăng 9 này, hiệu quả thương dược tăng 9 này. Cái viên hạ này đánh giá là cũng khá là ok, bởi vì là viên hạ này nó có nhiều kiểu. Ngoài ra thì nó còn có cả cái gì ạ? Cái gì nhỉ? Quên cha thôi. Nói chung là có cái dòng tỷ lệ xuất chiêu kết hợp với giảm tổn thương, hiệu quả thương dược là khá là ok. Viên hạ đánh giá là khá là ok. Còn viên xuân thì có trừ lội này. Đấy. Còn viên tinh này thì có sinh lực này, chính xác này. Đấy. Sinh lực này. Đấy. Các này kiểu gì? Chính xác ở trên nữa này. Đấy, 400. Viên tinh này cũng khá là ok, bởi vì là có chính xác này thì nó quyền sút cũng khá là ok hơn đấy. Viên Nhật này thì là bạn ấy chơi lấy đam này, đó là nội công tăng 18 này, sinh lực tăng tối đa là 23k máu này. Đấy. Nói chung là trong cái bộ di châu này thì là có khoảng 2-3 viên ngon. Đấy. Còn đâu là thì mặc vào cho bù bộ. Ngoài ra thì bạn có cả viên vân này. Đấy. Viên vân này thì cũng bình thường. Viên hạ này kháng này, cái viên hạ này hiệu quả thương dược hợp ngũ hành. Đấy. Nói chung là viên hạ này không có giảm tổn thương này, tiếc quá nhỉ. Có bạo kích nhưng mà điểm bạo kích cộng thêm, nhưng mà bạo kích cộng thêm phải dành cho cái ác nào chơi về phá địch hoặc là thiên về bạo kích thì đeo viên này khá là hợp này. Đấy. Viên xuân có trừ lội. Đấy. Nhưng mà trừ lội rất là ít. Đấy, viên đông là nói về máu này, có sát thương này, nhưng mà không có trừ lội này. Đấy. Ok, đấy là bộ di châu của bạn đấy. Và chúng ta có thể để kiểm tra xem bên trong. Đấy, bên trong viên tinh của bạn lại khá là nhiều di châu. Đấy. Đây là phá địch này, vô cụ. Đây viên thiên này. Đấy. Viên thiên cấp 7. Đấy, ngoài ra bạn có cả set kim xà 6 này. Bởi vì anh em thường có là kim xà 7 thì anh em lại có kim xà 6, mà có kim xà 6 lại có kim xà 5, mà có kim xà 5 lại có kim xà 4. Đấy, nó cứ giật cấp anh em kiểu thế. Ok, đấy là bộ di châu của bạn đấy. Còn về chân khí thì sao? và ở chân khí của bạn đây. Theo như Long xét ấy, thì bộ chân khí này thì cũng khá là ok đấy, bạn nên đi lấy đam. Và hiện tại thì Long cũng đang mơ ước có được một bảng chân khí như thế này. Nhưng mà chân khí của bạn đến đây là sao lại là đến đây là tầng 6, đến mạch này mà đã hết chân khí nhỉ? Thì của mình thì như thế này, thì của Long đang định ước lượng là chân khí của Long là phải kích đến mạch này. Đây Long cũng đang để lấy đam đây. Đấy. Kích lên đến mạch 6 anh em ạ. Long có chơi khác của bạn đấy một tí, có nghĩa là cái dòng ngoại này Long chỉ tăng đến mốc này thôi. Lấy nội phòng đến mốc này thôi. Đấy. Để lấy thứ nhất là lấy sinh lực. Đấy, đây là sinh lực, đây là sinh lực này, gân cốt này. Đấy. Còn Long chơi đến một phát đến cái chỗ này công kích, tốc độ công kích tăng 18 đấy, đến tầng 2 luôn. Và sau đó thì Long sẽ kích cái dòng này lên đến tầng 6 đến mạch này. Thừa đâu là Long tung hết vào mạch nhận mạch. Đấy. Đấy là ý đồ của Long riêng với mọi người, khác với mọi người. Còn đây theo như bảng này thì Long, theo như bảng của bạn ấy thì Long thấy khá là ok đúng không? Cái bảng này cũng khá là ok, cũng tương đối là chuẩn. Đấy, cũng gần giống như bảng thủ rồi. Đấy. Đấy, bạn nào chưa kích thì cũng kích như này, bảng này Long thấy nó cũng khá là ok. Theo như đại đa số thì anh em cũng nên cũng làm như thế này. Ngoài ra thì anh em có thể là lên tầng này tầng 4, đến cái nút này là nút thứ 4 thôi. Đấy. Anh em còn mạch này anh em nên đến mạch 5. Đấy. Đại đa số là anh em theo thế. Nhưng mà có một số bạn làm cách khác. Ví dụ như là Long đã làm cách khác, Long đã tẩy theo ý định của Long, ý thích của Long chứ không phải theo ai cả. Rồi, tóm lại thì nói đi nói lại thì anh em bảo chốt cái app này giá bao nhiêu? Thì theo như chủ app thì cái app này bạn ấy lấy giá là 7 m có fix cho anh em. Đấy, theo ý nguyện của chủ app là 7 m có fix, 7 m có fix nha anh em nhé. Đấy, chứ không phải Long tự giao giá đấy nhé. Đây là theo ý nguyện của chủ app, 7 m có fix cho anh em. Đấy, khi anh em mua, anh em có thể là giao dịch qua lửa hoặc là qua Long tùy anh em. Cái này không ép. Đấy. Quyền mọi người lựa chọn mà. Người mua và người bán đã thỏa thuận với nhau. Đấy, còn Long thì Long không ép. Đấy, 7 m có fix nhé. Ở bên server Phục Cổ nhá. App này ở bên server Phục Cổ nha anh em nhé. Xem nào. Đây hai cái app này ở bên Phục Cổ. Đấy. Đấy, anh em nhìn thấy hai anh em chưa? App của Long thì đồ của Long kém hơn bạn đấy. Bạn ấy bao tay của 14, của Long có 19, có 9 thôi. Đấy. Mà Long kim 6, bạn kim 7. Tín vật của Long hơn bạn ấy một cấp 20, 19 thì nó lệch nhau một ít thôi, không đáng kể. Còn bet thì giống nhau. Đấy. Bây giờ là chỉ khác nhau ở cái độ BK với độ sút, độ thấm thôi. Còn app thì cũng không mấy làm khác nhau. Đấy. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhé. Không còn gì chia sẻ nữa thì anh em mua alo nhé. Anh em mua liên hệ với Long. Đấy, hoặc là liên hệ với chủ. Liên hệ đầu tiên, bước đầu tiên là anh em phải liên hệ với Long. Sau đó là Long sẽ tạo nhóm giữa hai người gặp nhau. Sau đó là anh em có thể tìm nửa hoặc là tìm Long để giao dịch cho an toàn. Không như trường hợp mà trên mạng bây giờ là rất là nhiều người giả mạo danh. Đấy, số điện thoại của Long ở bên dưới phần mô tả video có đấy. 0379420217 đấy, và có một số duy nhất và có một số tài khoản ngân hàng duy nhất đấy. Anh em cẩn thận bị bọn nó pha ke giả mạo lừa đảo nha, để tránh trường hợp mà mất tiền oan ăn trong mùa dịch, mà mùa dịch anh em biết đấy càng ngày càng khó khăn đấy. Dịch có khả năng là diễn ra còn rất là dài đấy. Tình hình ở trong miền Nam rất là phức tạp nên anh em phải chú ý, không chủ quan được. Ok, cảm ơn mọi người, không có gì chia sẻ nữa, tôi xin up video tại đây. Anh em nào thấy video hãy like, chia sẻ, ủng hộ nha. Thank you anh em rất là nhiều. Và đặc biệt nếu bạn nào không mua được thì đừng có ném đá ném gạch. Còn mua được thì comment, và không mua được nữa thì anh em xem video ủng hộ cho nó vui. Thank you anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.